Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 23 tháng 11. Hôm nay thì em lên một video giới thiệu các bác đài cổ nhé. Hôm nay sẽ xả giá chỉ từ 500 ngàn một cái đài này. Thì các bác về mua về, một là dọn để chơi hoặc hai là đề co các bác nhé. Thì từ trước nay rồi, đài thì em nói luôn là riêng về đài em chỉ bao zin thôi nhé, chứ em không test. Bên em là từ trước nay không bao giờ test đài. Đấy, bán cho những bác nào cần mua nhé, bởi vì cái dòng này thì rất kén người mua. Nhiều bác thì rất thích dòng này, nhưng mà nhiều anh em, nhất là anh em trẻ là không thích dòng này, cho nên là bác nào mà thấy nó không hợp mình thì xem qua. Còn bác nào có nhu cầu thực sự thì alo cho em nhé. Tất cả những hàng này là em bao, không bao nguồn, không bao gì hết nhé, chỉ bao zin thôi nhé các bác nhé. Bán rẻ cho bác mấy trăm ngàn cái về, bác một là dọn chơi, hai là làm decor. Đấy, nhất là bác nào nhà rộng là một hai con về trưng rất là đẹp. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món và báo giá từng sản phẩm một các bác nhé. Hôm nay giá mấy trăm ngàn thôi. Rồi đầu tiên là một cái này gọi là cái này, cái đây VHS nhé. Con này là ra là băng, đĩa băng lớn ngày xưa các bác nhé. Thì con này là dòng hãng Sharp, rất nặng, băng này, cái này thì nặng lắm, rất là nặng luôn. Con này còn rất đẹp nhé, con này model nó là VC2210, là cái băng to ngày xưa đó nhé. Cái này thì em cũng không dành lắm, đây nó có những cái chế độ gì ở đây này, còn đẹp nhưng mà nhá. Đấy, cái này thì để nằm được, để thế này cũng được nhé, để này cũng được. Rất nặng, đây nó có cục ấy, có cả nguồn, pin hay cục gì đây này. Rồi, sáp nha các bác nhá, để các bác nào mua cái dòng này chủ yếu trang về cho các bác trưng thôi. Để co bán 500 ngàn các bác luôn nhé. 500 ngàn, chuyển khoản hết, vẫn bao ship các bác nhá. Các bác bán xả cho các bác luôn, thả lỗ đấy. Vì cái này cũng tưởng nếu là con đài cassette thì chết tiền rồi. Nhưng nó lại là dòng băng. Rồi 500 ngàn các bác nhá. Rồi sang số 2, tiếp tục một con này thương hiệu gì đây, à con này là của hãng Nationan các bác nhá. Nationan này thì cũng là cái băng video ngày xưa các bác nhá. Mà con này to lắm, con này nặng chắc phải đến mười mấy 20 ký. Nó còn có cả một cái món UFF BFF này. Đấy, cái này thì không dành lắm nhá, to lắm. To hơn con âm ly. Mặt này về các bác dọn lại trưng nhá. Rồi cái này bán 600 ngàn. To lắm nhá, 600 ngàn thôi. Con này tiền ship nó không hết múa lên 100 ngàn rồi. Bán xả các nhá, 600 ngàn đi. Rồi sang tiếp số 3, cái đài Toshiba các nhá. Con này thì cơ bản vẫn còn đầy đủ nút các thứ, nó ok á. Nhưng mà mỗi cái nó bị dịa mấy cái kiếng này rồi. Dịa mấy cái kiếng này, Toshiba các nhá. Đầy đủ nút các nhá. Hai quay 4 xích cơ. Size nó cỡ hơn 40 các bác nhá. Dòng này bóc bét đấy, bóc bét 6. Đầy đủ cái quai này, có OX không nhá. Có pin. Rồi phía sau em không lau chùi xịn kỹ lắm. Anten đầy đủ luôn. Dĩa kiếng bán 800 ngàn các bác nhá. 800 ngàn, nó dĩa kiếng nữa còn lại ok. 800 ngàn nhá. Cái này bác mở về ấy lại tí, lau sơ qua 800 ngàn, con này lớn như nhá. Rồi sang số 4. Số 4 là Nationan. Con này còn mặt đẹp lắm. Mặt đẹp nhá. Những con này mặt rất đẹp luôn. Đây mặt này 108 luôn. Đài lớn nhá, con này đài lớn á. Đài size 50.
Phía trên này, cái trên con này là Natunan RX510 nhá. À 5100. Phía trên này cái màu nó là như vậy nhá, chứ không phải là màu nó màu ghi ghi sau này. Có pin, có anten đầy đủ nhá, anten các bác về đánh đi được này, anten là... có anten có ở OX không nhá, chạy nguồn điện, rồi có cái adapter. Rồi con này hôm nay cũng bán xả luôn 1.4 triệu nhá. Trước hình con này trước nó đăng 1.7 triệu đấy. 1.4 triệu nhá, đẹp ạ. 1,4 triệu số 4. Rồi sang số 5, số 5 là một con của Nati, cũng Natunan nhá. Con này các bác về phải dọn rau chùi kỹ chút là ok nhá. Những cái chỗ này là các bác lấy cái bàn chà, bàn chải đánh đi. Anh em cũng long lọc chùi kỹ lắm. Rồi con này em full tần số luôn, 108 luôn với nhá. Rồi có cả OX đầy đủ, đài lớn luôn nhá. Con này đài lớn á. Chạy pin. Chạy nguồn điện, chạy adapter. Đấy, con này đài lớn á. Rồi hôm nay con này bán luôn 1.2 triệu nhá, 1.2 triệu. Dòng lớn các bác nhá, 1.2 triệu. Xả 1.2 triệu. Cái này các bác đánh đi nhá. Bởi cái này nó dính keo lên. Dòng lớn luôn nhá. Cái này là hát là cái đèn tia, có đèn tia này. Size lớn, size 50. Vẫn đủ nút hết. Cái là cái này các bác đánh kỹ một tí là nó hết dơ. 1.2 triệu các bác nhá. Rồi sang số 6. Số 6 là một con bốc bét Meta, con này đầu từ Meta là Hoàng nhá. Đấy, FM full tần số 108. Dòng Toshiba các bác nhá. Con này là dòng S71D MK2. Size lớn nhá, size 50. Hai đèn là hai cái vu là hai cái loa bên là nó đều size lớn luôn nhá. Có pin chạy nguồn điện luôn. Rồi, con này bán cho bác 1 triệu các bác nhá. 1 triệu thôi. Dòng lớn các bác nhá, không phải dòng nhỏ đâu. Rồi sang số 7, số 7. Tất cả những hàng này là xả giá hết các bác nhá. Giảm giá hết đấy. Con nào cũng giảm 200-300 ngàn một con đấy. Rồi số 7 một con đài cổ Natunan không nhá. Con này thì nó bị mất cái nút rồi đây. Bác nào về mua về lấy nút khác cho vào nhá. Dòng RQ556. Chạy pin, chạy nguồn điện, rồi chạy adapter luôn nhá. Con này cổ, rất cổ luôn ạ. Rồi này xả luôn 800 ngàn các bác nhá. Trước bán 1 triệu, bây giờ xả 800 ngàn. Tất cả những đài đều giảm 200-300 ngàn con. 800 ngàn nhá, số 7. Rồi sang số 8. Số 8 đây là một cái đài FM full tần số dòng AY-Z22. Con này bán 700, size lớn luôn nhá. Có OX luôn ạ. Có chạy nguồn điện, pin đủ nút nhá. À, nó bị mất một cái áo quần gạt một xíu này, vẫn gạt được. Rồi. Đài lớn nhá, hai loa hai bên rồi bán 700 ngàn đi, xả sập sàn luôn. Các bác nào mua về chơi nhá. FM full tần số luôn. Rồi sang số 9. Số 9 là con Sanzo U4W40. Cái dòng Sanzo các bác biết là nó ngang với sáp. Sáp đài Sanzo sáp nó là một đỉnh rồi. FM full tần số các bác nhá. Đầy đủ luôn, hai loa hai bên. Rồi đầy đủ các nút luôn. FM. Rồi chạy pin này. Chạy nguồn điện nhá. Còn cơ bản ok các bác nhá. Đây này. Nét phết. Rồi, con này hôm nay bán 900 ngàn. Xả giá tất cả những hàng hôm nay đều xả giá các bác nhá, 900 ngàn. Rồi sang số 10. Số 10 một con đài này làm thương hiệu gì khó nhìn vuông rất là đẹp luôn. Nhưng con này nó bị mất cái kiếng ở đây nhá. Kiếng thì dài này. Mua về các bác là trưng. Bán cho các bác là trưng nhá. Chạy pin, chạy nguồn điện. Rồi, con này bán 500 ngàn đi. Con này size lớn không nhá, nhìn rất đẹp luôn ạ. Có anten đầy đủ luôn. Đó. Vuông đét luôn, giống với dòng Sony ấy. Kiểu giống với dòng Sony. Con xem luôn là thương hiệu này thương hiệu gì, thương hiệu Dai San. Cái thương hiệu này nó hay làm đài quân đội này. Bán 500 ngàn luôn, số 10. Đấy.
lại rất đẹp nha. Rồi sang số 11 là con Sony. Sony W302. Hai cửa hai bên. FM108 các bác nhá. Cái dòng dài này đa phần là FM108 nhá. Rồi đầy đủ nút các thứ luôn. Đài size lớn nhá, size này khoảng 55. Chạy pin, chạy nguồn điện. Đấy, con này bán hôm nay xả giá còn 900.000 nhá. 900.000 các bác nhá. Rồi sang số 12. 12 các bác nhá. 12 là một con Saturn này, nhìn rất bóng nhá. FM 108 rất bóng luôn, nhìn đẹp nhá. Chạy pin, chạy nguồn điện. Chạy nguồn điện, chạy after luôn, nó chạy after đâu nhỉ? Sao nó ghi after thì mà after nằm đâu? Giả ghi after thì after nằm đâu ta? Hay trong pin ta? Chạy nguồn điện, chạy pin không nhá? Tất cả nguồn điện này, nếu mà chạy nguồn điện là chạy điện 100V không nhá? Rồi con này em bán 700.000 cho các bác luôn, số 12. Cho anh em về chơi. Trưng. Rồi sang số 13 là một AOA, con AOA rộng lắm, con AOA chắc 60, size 60 luôn. FM108 nhá. Đây, trong loa nó vẫn hai loa nó vẫn còn nguyên bụi luôn. Hai loa hai bên đầy đủ nhá các bác nhá. Con này AOA W320. Chạy pin. Pin chạy nguồn điện nhá, chạy pin chạy nguồn điện. Rồi con này bán 500.000 luôn nhá, số 13 500.000. Rồi sang số 14, một con đài Natunan nhìn rất là ok nhưng mà hơi chạy tí này. Nhưng mà hôm nay xả con này luôn, chạy pin chạy chạy after các bác nhá, có cả OX luôn ạ. Nhưng mà con này nó bị mất cái nút cái núm này rồi, rớt đâu mất cái núm này. Các bác về lấy núm khác, cái volume bình thường cũng vào được các bác nhá. Đó. Đài đỏ, phía sau đỏ, rất đỏ luôn. Rồi con này ôi dồi, bán cho bác 600.000 nhé. Mang về làm gì làm, 600.000. Nó chỉ mất cái nút vặn đấy thôi. 600.000, FM108 không nhé. Rồi sang số 15, một con WU4A. Đấy, đây là Sanzo nhá. Đời Sanzo thì các bác biết rồi, nó đời cao rồi. Rồi, con Sanzo này em bán 800.000 đi. Không ta. Rồi em xả cho 800.000 đi. Cái dòng này trước toàn bán 1.2.3 không. Sanzo mấy cái dòng sáp nó giống nhau, mình là nó chạy after, chạy after chạy pin. Sanzo mới sáp nó là hai trong hai thương hiệu nổi tiếng luôn. Cái dòng mà W đầu tiên này các bác biết, nếu mà chạy á, nếu mà các shop mà họ về họ dọn lại sạch đẹp, bán chạy khoảng trên dưới 3 triệu con này nhé. Bán 800 ngàn thôi. Rồi sang số 16. Số 16. Đây là một con thương hiệu gì đây? À, Brodo. Cái thương hiệu này cũng nổi tiếng. Bác về dọn lại nhé. FM108. Có đầy đủ nút các thứ luôn. Rồi. Chạy after, chạy pin. Rồi con này cũng size lớn nữa nha, con này bán 600.000 thôi nha. Xả hết nha, con này xả 600.000. Cái này thực tế các bác là một có một cái các bác về dọn lau chùi nó sẽ sạch đi các nhá, nhìn bóng bẩy nó đẹp hơn nhá. Rồi số 16 600.000. Rồi sang số 17. Số 17 là Sony cũng W302. Đấy, sáng đẹp, FM full tần số. Rồi đầy đủ chạy pin, chạy nguồn điện nhá, còn đẹp, size lớn nhá, con size 55 đấy. Rồi con này hôm nay bán 900.000 thôi nhá, 900.000. Số 17. Rồi sang số 18, tiếp W tiếp con Sanzo nhá, con Sanzo đẹp lắm. U4W20, FM full tần số còn rất đẹp nhé, con này đẹp lắm. Nét căng luôn. Đẹp.
chạy pin, chạy nguồn điện. Con này đẹp lắm. Đây. Nét căng luôn. Rồi con này bán cho bác 1 triệu nhá. 1 triệu, số 18 1 triệu. Cái dòng này rất nổi tiếng luôn nhá. Sanzu riêng về đài nổi tiếng ngang sát. Rồi sang số 19. Số 19 tiếp tục là một con 302, hôm nay tới 3 con 302 của Sony. Cũng vậy thôi, cũng FM full tần số, size lớn, chạy hai cái loa tầm giải hai bên. Rồi, con này thì đẹp hơn kia, con này thì mất anten. Thôi bác nào mua thì em sẽ lấy anten cho vào nhá. Cứ yên tâm. Chạy pin, chạy nguồn điện. Rồi giá cũng 900 ngàn đúng không nhá. Số 19 này 900 ngàn. Sony đấy. Rồi sang số 20 là con Natunan. Con này sao con này nó lại có cái quẹt đeo kiểu này nhá các bác nhá. Natunan FM 108 luôn ạ. Mấy dòng là nó sẽ không có dòng sẽ ghi 108, những dòng này sẽ không nhiều dòng sẽ không ghi, nhưng mà nó kéo ra đây là các bác bắt ghế các bác nhá. Rồi để chạy pin cho nguồn điện, đầy đủ các nút luôn. Rồi. Con này bán 650.000 đi nhé, 650.000 số 20, 650.000 số 20, tất cả các bác em báo giá các bác nhớ giá nhé, 650.000 số 20. Rồi sang số 21 là một con đài Sony, con này là cũng dòng 401 lớn hơn 320. Đấy, con này thì cái phiến này này nó có màu này, cái màu này là màu của nó, nhìn nó xấu, nhìn nó không được đẹp. Đúng là nó màu đỏ, còn đây là màu trắng thì đẹp hơn. Cái màu nó hơn đẹp. Nhưng mà vẫn còn đủ các thứ hết nhá. Đây. Chạy pin cho nguyên điện, các bác nhìn nó đỏ sau vẫn còn đẹp lắm. Về dọn lại chơi ok nhá. Có cả equalizer này. Rồi con này bán 800 ngàn đi không nhá. 800 ngàn số 21. Rồi vừa rồi giới thiệu các bác là 21 sản phẩm, tất cả những con này đều báo giá nhé, báo số báo giá, các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đấy, dòng này thì hôm nay chỉ có mấy trăm ngàn con trở lên thôi, các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em, chuyển khoản hết em báo ship nhé các bác nhé. Đấy, báo giá trên đây không bớt nữa các bác nhé. Nếu bác nào mua nhiều thì em bớt, mua vào 4-5 cái em cho bớt cho nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé. Cái dòng này thì em chỉ bao zin thôi nhé, chứ không bao gì nhá, không bao nguồn, không bao gì, các bác là mua về giỏ hoặc là để co tùy các bác nhá. Đấy, bán giá hợp lý, các bác bán bằng 1/3, 1/4 giá thị trường là nó chạy thôi. Đấy, các bác nào nghiên cứu nhá. Đấy, cho anh em là bác nào đặc biệt mấy bác lớn tuổi muốn mua về một trưng bày hay là dọn chơi thì mua về chơi nhá, bao zin tuyệt đối nhé các bác nhá. Rồi chào tất cả các bác. Số điện thoại của em là 0985543279 cũng là số Zalo. Hôm nay thứ 7 các bác chốt hàng thì thứ 2 em đi hàng nhá các bác nhá. Rồi chào tất cả các bác.